quý vị và các bạn, hiện nay thì gió biển đang ở phía dưới của chân cây cầu vượt Tam Tòa. Đó, mọi người có thể thấy được là những cái nhịp cầu phía dưới đã được xây dựng một cách rất là chỉn chu, và dầm cầu khá là rộng. Đó, gồm 8 dầm cầu và các nhịp được kết nối với nhau. Hiện nay thì có 10 nhịp luôn mọi người. 10 nhịp đã được gác dầm và 5 nhịp ở trên cạn bên phía địa phận Nghĩa Hưng chưa được gác dầm. Và những cái trụ cầu này được thiết kế khá là cao. Mỗi một thời gian gió biển sang đây thì thấy được là công trình càng ngày càng xây dựng một cách nhanh chóng, thần kỳ luôn mọi người. Một số phần đúc bê tông hiện nay vẫn được dựng tại đây để phục vụ cho cái công trình theo cái kiểu lắp ghép nó càng nhanh chóng hơn. Giờ thì gió biển thấy rằng ở cái phần này thì công nhân đã nghỉ rồi, có lẽ là đang ăn ca và đêm có thể làm. Còn ở phần giữa sông thì theo quan sát của gió biển vừa xong thì người ta vẫn làm luôn mọi người. Đó, hiện nay thì gió biển đang ở đường trục kinh tế biển. Và phố đã lên đèn mọi người. Ở phía bên này thì cách đường trục kinh tế biển một đoạn thôi. Đó, thì có hai cái con đường lớn đang vòng vào chỗ khu chân của cây cầu vượt Tam Tòa. Và hiện nay thì ở chỗ này, đó, gió biển thấy rằng là người ta cũng đúc được một số phần phía bên cạnh, và sắt thép đang chuẩn bị cái phần lan can chờ đúc lan can của cây cầu. Rồi ở phần này thì người ta cũng đúc được một phần bê tông bằng đá đó. Đường thì rộng thênh thang. Sau này thì không biết là thiết kế như thế nào, và gió biển thì cũng sẽ luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất theo từng giai đoạn để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Video clip này thì gió biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.